Theo các hộ, đầu ra của rắn ri roi và ri cá khan hiếm nên rất được thương lái săn lùng. Giá dao động từ 400 đến 600 ngàn đồng một ký tùy vào kích cỡ. Chi phí đầu tư 1 kg rắn ri roi và ri cá khoảng 200 ngàn đồng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh. Rắn được thả nuôi trong ao hoặc vèo. Thức ăn chủ yếu là cá da trơn. Hộ nuôi không mất nhiều công sức, 3 đến 5 ngày mới cho ăn một lần. Nếu rắn không mang trứng thì khoảng 7 ngày mới cho ăn. Nuôi khoảng 1 năm rắn đạt trọng lượng từ 600g đến 1kg là có thể xuất bán.